Kính thưa quý thầy, các ni sinh thân mến, chúng ta sẽ làm việc với nhau với cái tín chỉ bộ môn lịch sử triết học phương Tây. Chắc chắn rằng chúng ta sẽ nghĩ rằng là một tăng sinh hay một ni sinh trong một cái trường Phật học có cần thiết phải nghiên cứu triết phương Tây hay không. Nhưng nếu chúng ta tốt nghiệp một cái cử nhân Phật học và chúng ta cái phạm trù hoằng pháp của một tăng sinh hoặc một ni sinh trong cái giai đoạn hiện nay nó sẽ không còn nằm ở trong một cái phạm trù nho nhỏ nữa, nó là một thời kỳ của thế giới, của nhân loại, khi mà Liên Hiệp Quốc UNESCO đã công nhận đạo Phật là một tôn giáo của tình yêu thương, của trí tuệ của loài người. Cho nên chúng ta không ai lạ gì về sắc mùa trăng tròn tháng tư, nhân loại hướng về ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sanh, thành đạo và nhập Niết Bàn, gọi là sự kiện tam hợp. Vậy thì cái phạm trù hoằng pháp của một con người gọi là sứ giả của Như Lai, chúng ta không thể chỉ đơn thuần đứng ở một cái vị trí riêng, một phạm trù, một khía cạnh riêng để có thể hiểu được đối tượng, đất nước, hoàn cảnh và môi trường khác nhau. Khi chúng ta làm bất cứ một vấn đề gì, chúng ta cần phải hiểu được xã hội, con người, các tính cách, các đặc điểm. Và trong cái chương trình nghiên cứu Phật học, chúng ta có nội điển, có ngoại điển. Bởi vì cái giai đoạn chúng ta không còn là những con người như thế nào chuyên tu để rồi là đắc đạo. Nếu được như vậy thì quá quý. Nhưng nếu thời Đức Phật còn tại thế, vấn đề con người ta tu tập đắc quả A-la-hán là một vấn đề thường diễn ra trong tăng đoàn thời Đức Phật, thì bây giờ hơn 2.500 năm đi qua, có thể nói là gần 3 thiên kỷ, chúng ta thấy rằng phải dựa vào thêm nhiều phương tiện khác để đưa đến thuận duyên cho sự tu tập. Một trong những vấn đề đó, đó là tri thức, knowledge, sự giác ngộ, wisdom, đó là trí tuệ. Con người phải có sự trải nghiệm thiền định như Đức Phật để rồi đạt đến wisdom, intelligence. Còn cái chúng ta đang học đây, đó là knowledge, hoặc là tri thức. Hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Không ai có thể nói rằng một tiến sĩ với nhiều bằng cấp sẽ giác ngộ. Không ai nói điều đó. Một tu sĩ trong rừng núi vẫn có thể đạt được sự giác ngộ nếu họ được đạt được sự thanh tịnh, vắng lặng các yếu tố tham sân si, thì cảnh giới Niết Bàn hiện hữu gọi là hữu dư y Niết Bàn, là mình còn thân tướng của mình đây nhưng mình đã đạt được cái cảnh giới thanh tịnh. Còn trong cái thời đại này, giai đoạn văn minh vật chất nó phát triển, nó thống lĩnh, nó khống chế con người, mà đã có những người trẻ tuổi như chúng ta xuất gia tu đạo, thì đó là những cái vốn quý giá không chỉ của đạo Phật mà của nước nhà, của nhân loại trên toàn thế giới. Điều này khi chúng ta nghiên cứu triết học phương Tây, một cái ngành triết học mà chúng ta sẽ thấy rằng trong quá trình chúng ta nghiên cứu ở giai đoạn sơ cấp, trung cấp và bước vào trong những năm tháng vừa qua tại học viện, chúng ta vẫn thường tìm hiểu đến triết học phương Đông, triết học Ấn Độ và cụ thể là triết học Phật giáo với các khái niệm uyên áo thâm sâu, giác ngộ giải thoát của đạo Phật. Nhưng chúng ta phải biết rằng cùng song song và tồn tại khi Đức Phật ra đời vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên tại xứ sở Ấn Độ, thì ở phương Tây, ở trên một cái nền đất nước Hy Lạp cổ đại, một nền triết học cũng đồng thời được ra đời. Và chính cái từ philosophy, triết học, nó hình thành ở phương Tây. Nếu chúng ta nghiên cứu triết phương Tây sẽ biết các cái thuật ngữ philosophy là triết học, psychology tâm lý học, sociology xã hội học, psychotherapy tâm lý học trị liệu, vân vân. Tất cả những thuật ngữ đó đều là những thuật ngữ bắt nguồn từ phương Tây. Và nếu như vậy thì philosophy
người ta đã đặt ra câu hỏi rằng nếu những cái thuật ngữ như triết học hay là psychology, tâm lý học đều bắt nguồn từ phương Tây thì liệu ở phương Đông có triết học hay không? Tại chúng ta đang nghiên cứu nè, Buddhist philosophy, triết học Phật giáo, đúng không? Nhưng cái từ philosophy này nó bắt nguồn từ phương Tây ở xứ Hy Lạp cổ đại, mà trong chương trình nghiên cứu của chúng ta sẽ tìm hiểu về nó. Chúng ta sẽ thấy thú vị hơn rất, cũng sẽ thú vị không kém gì khi nghiên cứu triết học phương Đông hay triết học Phật giáo. Bởi như con vẫn thường hay nói với các bạn ni sinh, các nhà triết gia phương Tây họ sanh ra ở trên mảnh đất của phương Tây, Âu Tây, đúng chưa nào? Nhưng cái sự thông thái của họ, chẳng hạn như những lời phát ngôn của triết gia Heraclit, không ai tắm hai lần trên một dòng sông, hay của Socrates, hãy tự biết chính mình. Trên đời này tôi chỉ biết một điều, đó là tôi không biết gì hết, Socrates nói như vậy. Để chúng ta thấy những triết gia phương Tây đã gặp cái tư tưởng sự trí tuệ thông thái không thua kém gì Đức Phật. Kính thưa quý thầy, cho nên khi chúng ta nghiên cứu thêm một nền triết học ở phương Tây nữa, mở rộng sự hiểu biết của chúng ta đến những cái xứ sở Tây Âu kia và biết được một cái nền văn minh, cái sự thông thái trí tuệ của con người cũng đồng thời sản sinh và phát triển cùng một giai đoạn với Đức Phật. Như vậy trước đó là cái gì? Trước triết học phương Tây là cái gì? Cũng là thời hồng hoang, không thua gì phương Đông. Người ta giải thích các vấn đề về con người, về thiên nhiên, về cuộc sống, tất cả đều giải thích bằng là các vị thần. Thần sông, thần núi, thần biển, thần mặt trời, mặt trăng, và con người là thần đất mẹ sanh ra, với những áng thơ ca, thần thoại và vĩ đại. Ở phương Đông cũng vậy, người ta giải thích về nguồn gốc của con người, cuộc sống và xã hội cũng bằng các thi ca thần thoại, các cái câu chuyện thần thoại cổ tích, thấy chưa nào? Để nói lên, ví dụ như sự tích trầu cau đi, làm sao có lá trầu, sao có quả cau, cũng có sự tích. Làm sao có là sơn tinh là ở một bên, thủy tinh một bên, cũng có câu chuyện sơn tinh, thủy tinh. Vì sao có cuộc chiến tranh giữa các vị thần? Thì ở phương Đông chúng ta hay Việt Nam có những thần thoại cổ tích ra sao, thì đồng thời ở phương Tây người ta cũng giải thích các vấn đề của cuộc sống của con người, mọi thứ cũng là bằng thi ca và thần thoại. Như vậy cái triết học ra đời để làm gì? Cái từ cái philosophy này đó, nó ra đời kết hợp là gì? Philo, đó là tình yêu, và Sophia, trí tuệ. Philosophy, tình yêu, trí tuệ, và là ái trí. Ở trong phương Đông không có từ triết học, nhưng có minh triết phương Đông. Và philosophy là tình yêu trí tuệ, cho nên sinh viên khoa triết họ cảm thấy tự hào lắm. Họ học một cái ngành philosophy là cái ngành yêu mến trí tuệ, và nó xuất phát từ cái gốc Slava, philo cộng với Sophia, tình yêu trí tuệ, ái trí. Và cái tình yêu trí tuệ này nó sản sinh ngay trên đất cái nền Hy Lạp cổ đại phương Tây, cũng vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Và chúng ta sẽ biết rằng vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên thì Hy Lạp, gọi là đất nước Hy Lạp cổ đại, những ai mà có theo dõi những cái bộ phim Hy Lạp cổ đại, để nhớ những bộ quần áo, thấy chưa nào, của các chiến sĩ thời Hy Lạp, Spartacus, những trận đánh nhau giữa thành Spartacus và Athens, những cái trang phục của thời cổ đại nói lên một cái nền lịch sử văn minh cổ đại rất là lâu đời. Và qua cái bộ môn triết học phương Tây này, chúng ta một lần nữa nhìn lại cái lịch sử phát triển của triết học
bắt đầu từ khi hình thành, phát triển qua những giai đoạn nào. Và do vậy, cái bộ môn này cũng sẽ cho chúng ta một cái nhìn để thấy Thiên Chúa Giáo bắt đầu xuất hiện từ đâu, vì nhân duyên nào mà Giê-xu Christ lại ra đời. Nếu chúng ta không tìm hiểu sâu về triết học phương Tây, đôi khi các bạn ni sinh ngây thơ của chúng ta phải đánh giá về Kitô giáo một cách thiển cận, và người ta sẽ cảm thấy rất là buồn cười, phải chưa nào? Chúng ta nhận định mọi vấn đề phải trên một cái nền tảng của khoa học. Vì sao? Vì chúng ta nghe giảng không nhìn gì lên đó nha. Chúng ta có giáo trình, chúng ta có bài vở, nhưng trong lời giảng tại lớp có những cái gì thú vị hay chúng ta viết vào, đó là cái điều chúng ta cần phải ghi chép. Con người chỉ ỷ hết vào trong giáo trình thì thi xong tất cả vất vào dustbin, là thùng rác. Còn con người chỉ ỷ tất cả vào trong kỳ thi thì thi xong pass một cái là forget everything, quên tất cả. Nếu mình học chỉ vì mấy con điểm thì chúng ta phải ngồi đây làm gì, đúng chưa nào? Và giáo trình chúng ta đầy đủ, chúng ta không lo lắng. Nhưng trong khi chúng ta làm việc với nhau là chúng con được giao thoa một từ trường thanh tịnh của một đại chúng tăng sinh ni sinh như thế này, con rất là tri ân, phải chưa nào? Nếu như mình thuyết pháp ở một cái hội chúng của những con người chưa biết Phật pháp, nó khác hẳn mình được làm việc với quý thầy và các em ni sinh dễ thương của chúng ta. Cho một tràng pháo tay đi ạ. Tất nhiên cái từ trường đó, cái từ trường của chúng ta nó trong lành hơn rất nhiều. Và hơn như thế là mình làm việc ở một cái nơi dành cho chúng ta, không có tiếng xe cộ, không có tiếng người ai mua bánh giò bánh tiêu không. Giống như hồi chúng con học ở là chúng ta từng học ở Nguyễn Kiệm, đúng không nào? Chúng ta ở trong một cái không gian rất là thanh tịnh. Bây giờ chỉ vấn đề là tập trung vào đối tượng, đó là bài giảng. Thì chúng ta đã tiếp thu được một khối lượng kiến thức khả dĩ để mà hiểu được triết học phương Tây là gì. Con tin chắc chúng ta sẽ không có ai rớt cái môn này đâu, phải chưa nào? Nhưng sau một tín chỉ đi qua, tức là chúng ta sẽ học bây giờ là nghỉ Tết, sau Tết mình lại gặp nhau, cái đó cũng có lý, phải không nào? Tết rồi gặp nhau lại, rồi chúng ta thi, rồi chúng ta lại chia tay nhau qua những môn học khác. Rồi 4 năm trôi qua, hỏi lại, học triết học phương Tây có học không? Có chứ. Học cái gì? Chúng ta gãi khải đầu, phải không nào? Chỉ nhớ đâu đó đó cái gì đó. Nhưng chắc chắn cả một cái nền triết học phương Tây, con không đòi hỏi quý thầy và các em phải nhớ chi nhiều. Sẽ có những vấn đề rất căn bản phải nhớ. Sự phát triển triết học phương Tây qua những giai đoạn nào, bắt nguồn từ đâu, vì sao nó ra đời, nó đi qua những giai đoạn nào. Rồi sẽ có 1000 năm thời Hy Lạp cổ đại, đó là thời phát triển rực rỡ nhất của nền văn minh phương Tây. Sau đó là 1000 năm đêm trường Trung Cổ. Hỏi đêm trường là sao? Tâm tối lắm. Mà nói đến đêm trường Trung Cổ là các em thân mến ni sinh phải nhớ, đó là thời 1000 năm của Kitô giáo. Mà triết học sẽ gọi là đêm trường Trung Cổ vì người ta không dám nói gì, phát biểu gì, suy tư gì, bởi vì tất cả đã có Thượng Đế an bài và sắp đặt. Cho nên Thượng Đế đã an bài, Chúa đã sắp đặt thì đừng nói gì hết. Sinh ra đã mang tội với tổ tông là với Chúa rồi, thấy chưa nào? Cho nên chúng ta sẽ biết tại sao đạo Thiên Chúa lại ra đời và thống lĩnh phương Tây cả hàng ngàn năm. Chỉ sau nếu như mà Đức Phật, chúng ta bây giờ là Phật lịch 2561, niên đại của Đức Phật tạm coi như là 2561 cộng với 80 năm, tạm coi như Đức Phật đã sanh ra trên cuộc đời này từng đó năm. Nhưng Đức Chúa Giê-xu bao nhiêu tuổi? 2018 tuổi. Cái dương lịch chúng ta đang sử dụng đó là niên đại sinh ra của Chúa Giê-xu. Có nhiều người giờ cũng chưa biết nữa, đúng không nào? Bây giờ phải biết. Cái lịch Tây lịch đó là lấy cái niên đại Chúa Giê-xu ra đời, xác định từ thế kỷ thứ nhất là Chúa ra đời. Cho nên bây giờ 2018 năm là Chúa đã được 2018 tuổi.
Và từ thế kỷ thứ nhất là xác lập cái công nguyên lịch Tây lịch, người ta đã xem sự kiện Đức Chúa Giêsu ra đời là một cái sự kiện vô cùng quan trọng đối với lịch sử phát triển của nền văn minh, văn hóa và tín ngưỡng của phương Tây. Bởi vì bên thiên Tây là Chúa, thấy chưa nào? Phương Đông là Phật giáo, Khổng Lão, các tôn giáo của phương Đông. Cho nên chúng ta nghiên cứu về nền triết học phương Tây cũng sẽ cho chúng ta một số tri thức tối thiểu cần phải biết về một cái thế giới ở bên kia. Mà bây giờ cũng có rất là nhiều người ước mơ là mình sang cái xứ sở bên đó sống. Thậm chí có người còn nói sao Đức Phật không sanh ra ở châu Âu, bên đó đẹp, môi trường sạch, con người xinh đẹp. Nhưng Đức Phật lại sanh ra trên đất nước Ấn Độ, một đất nước giai cấp tương phản giữa giàu và nghèo, một đất nước có tất cả hiện hữu bức tranh của sự đau khổ trên cuộc đời này. Có lý do để Ngài chọn đất nước Ấn Độ để ra đời tu tập thành đạo và đạo Phật lan tỏa cho đến ngày hôm nay. Thì con cũng đã là được phân công đến với lớp chúng ta, nhưng mà cái ngày đầu tiên lại rơi vào Tết Tây, chúng ta mất một buổi học. Cái thứ hai vừa rồi thì có một cái nhân duyên thật sự, con đã đến Tích Lan chỉ có 4 ngày thôi, và vì vậy chúng ta mất một cái thứ hai nữa. Và hôm nay chúng ta sẽ làm việc đến khi nghỉ Tết. Hôm nào lớp có thời gian trống thì con sẽ bù lại tất cả cho lớp chúng ta. Mà nếu chúng ta học giỏi thì thôi khỏi bù, phải không nào? Cần thì chúng ta sẽ bù. Kế đến, con muốn nói rằng Tích Lan, Sri Lanka hiện nay có những tăng sinh, ni sinh của học viện chúng ta khóa 7, 8, 9, 10 đang học bên Tích Lan. Bên đất nước đó, cái nguồn sống cho nhân dân Tích Lan đó là cái răng của Đức Phật. Chính đất nước đó đã thờ một cái răng Phật. Sau khi trà tì nhục thân của Đức Phật thì người ta đã thu nhặt rất nhiều xá lợi. Một trong những xá lợi đó là chiếc răng của Phật được thờ ở Tích Lan. Và người ta nói Ấn Độ là xứ sở của Phật, vì Phật sanh ra đời tu tập thành đạo hoằng pháp Ấn Độ, cho nên đó là xứ sở của Phật. Pháp là người ta nói Tích Lan, vì nơi đó tàng giữ các bản kinh lá bối nguyên thủy 2000 năm. Những cái gì xá lợi mà chẳng hạn chiếc răng Phật đó là chính công chúa xứ Orissa của Ấn Độ đã mang qua mà hiến cúng cho Tích Lan. Bởi vì Tích Lan là gì? Một vùng nam của nước Ấn, một cái gì, một người em ruột của Ấn Độ. Ai chưa đến Ấn, đến Tích Lan cũng có thể biết Ấn Độ một phần. Và đó là Phật là Ấn Độ, Pháp là Tích Lan, và Tăng là Miến Điện. Cho nên ở Miến Điện có những vị Tam Tạng Pháp Sư, một vị sư thuộc lòng Tam Tạng Kinh Điển, kinh luật luận không sót một chữ nào, tụng trong bao nhiêu ngày đêm thì được phong cái danh hiệu Tam Tạng Pháp Sư. Thì những cái trí tuệ và sự chuyên cần tinh tấn của các vị sư là ở xứ Miến Điện. Cho nên người ta hay nói Phật là Ấn, Pháp Tích Lan và Tăng là Miến Điện. Để nói một chút xíu câu chuyện của những nước phương Đông. Bây giờ chúng ta trở lại đề tài của chúng ta hôm nay. Nếu nói triết học tại sao ra đời thì quý thầy và các em phải biết rằng trước khi triết học ra đời ở Hy Lạp cổ đại, ở xứ Hy Lạp cổ đại vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, thì ở phương Tây tất cả mọi vấn đề người ta đã giải thích các vấn đề của phương Đông về cuộc sống, về con người qua thi ca và thần thoại. Có những cái đoạn văn chương, những cái đoạn thần thi ca rất là tuyệt vời để mà người ta ca ngợi lên cái nền triết học thần thoại Hy Lạp. Nếu nói đến phương Đông, mình nói những chuyện cổ tích, thấy không nào, để giải thích các nguyên nhân hình thành phát triển xã hội, thì chúng ta thử nghe một đoạn của thần thoại Hy Lạp, nguồn gốc của thế gian và của các vị thần. Tức là triết học ra đời để giải thích thế gian, không phải bằng các vị thần tiên nữa.
triết học là trí tuệ. Nhưng ở đây con đang lui lại một cái giai đoạn mà người ta giải thích thế gian qua nguồn gốc từ các vị thần. Và chúng ta thử nghe xem sao. Thuở xưa, trước buổi khai thiên lập địa, trước khi có thế gian và các vị thần, lúc đó chỉ có Chaos mà thôi. Chaos đó là một vực thẳm đen ngòm, vô cùng vô tận, trống rỗng, mơ hồ, vật vờ, phiêu bạt trong khoảng không gian bao la. Cái vực thẳm đen tối đó hung dữ như biển khơi, tối đen, lang thang và hoang dã. Và lúc đó người Hy Lạp cổ đã quan niệm về khởi nguyên của thế gian này bằng những đoạn thần thoại như thế. Rồi từ Chaos nảy sinh ra thế gian với biết bao nhiêu điều kỳ lạ, cùng với các vị thần có một cuộc sống phong phú khác thường. Từ Chaos, tức là cái từ cái hố thẳm đen ngòm đó, ra đời Gaia là đất mẹ của muôn loài, tức là phương Tây, triết phương Tây, đừng nói triết mà là thần thoại thi ca của phương Tây quan niệm bắt đầu là cái hố thẳm đen đen ngòm. Ngang tới đây là các bạn chúng ta phải nhớ lời Đức Phật dạy chúng ta về nguyên nhân hình thành sinh khởi thế gian trong là trong gì? Trường Bộ Kinh, thấy chưa nào? Đó, con người vì sao mà xuất hiện trên thế gian này? Đó, thì khi chúng ta học xong triết phương Tây, chúng ta sẽ có một cái buổi học để đối chiếu với triết học Phật, Phật giáo. Thì chúng ta sẽ biết rằng đất mẹ của muôn loài ra đời từ trong cái hố thẳm mênh mông đó. Chính đất mẹ Gaia là nơi sinh cơ, lập nghiệp, bền vững đời đời của muôn vàn sinh linh vạn vật. Thấy chưa? Từ cái hố đó, chốn tối tăm đó lại sinh ra đêm tối mịt mù, rồi Chaos lại sinh ra địa ngục, rồi Tartta là tình yêu, rồi Rose là đứa con cuối cùng của Chaos, tức là cái hố thẳm đó sinh ra mẹ, mẹ muôn loài mới sinh ra là địa ngục nhá, sinh ra đêm tối, sinh ra ban ngày, rồi sinh ra những đứa con và tình yêu. Nhưng đây là đứa con xinh đẹp nhất, Rose ra đời lãnh sứ mạng làm cho con người, muôn vật và thần, thần tiên, hoa lá, muôn loài giao hòa gắn bó với nhau để tạo nên thế gian một cuộc sống vĩnh hằng bất diệt. Như vậy Chaos sinh ra 5 người con và 5 người này sinh sôi nảy nở chống đối với cuộc đời. Đó, như vậy 5 cái người con này mà chúng ta sẽ gọi là 5 nguyên lý của trời đất đó, thì phương Tây họ có quan niệm như thế. Rồi chúng ta nghe là vì sao mà nó ra hết cái thế gian này. Red là gọi là chốn tối tăm vĩnh cửu, lấy Nix đêm tối mịt mù làm vợ. Các vị thần là cưới nhau như thế ha. Red á, Red thì là chốn tối tăm, Red là chốn tối tăm, đó cái tên của các vị thần ngày xưa đó. Do đất mẹ Gaia là đất mẹ Gaia sinh ra Rep, rồi sinh ra Nix. Rep là chốn tối tăm, Nix là đêm tối mịt mù. Hai cái vị này lại kết hôn với nhau. Đó. Chúng ta thấy rằng là ở Kitô giáo thì người ta nói sao? Ông Ê-dông và bà Ê-va, Chúa tạo ra một người đàn ông bằng bột mì. Thấy chưa nào? Rồi thổi thần tiên vào đó, thổi cái năng lượng của Chúa vào đó, người đàn ông sống dậy. Thấy người đàn ông đi qua đi lại một mình buồn quá, mới lấy cái xương sống của người đàn ông tạo ra một người đàn bà. À, rồi là gì? Rồi cho Ê-dông đặt tên người đàn bà là Ê-va. Ê-dông và Ê-va đi vào trong vườn địa đàng. Chúa cho cả một cái vườn địa đàng đầy đủ hoa thơm, trái ngọt và hạnh phúc, nhưng đừng có ăn trái cấm. Mà Chúa tạo ra ông với bà, rồi Chúa còn tạo ra trái cấm và bảo đừng ăn, đúng không nào? Nhưng cấm thì người ta lại muốn biết nó là gì, cho nên ăn thử. Ăn vào xong rồi sinh con đẻ cái, cho nên nhục nhã quá, dắt nhau ra khỏi vườn địa đàng. Thế gian bắt đầu từ đó. Nghe chưa nào? Không nào? Đó.
Như vậy chúng ta sẽ nghe như vậy để biết cái sự hình thành về thế gian, về con người qua mỗi một tôn giáo, qua mỗi một cái quan niệm, để mình thấy Đức Phật của chúng ta quá tuyệt vời. Không có ông cái bà nào mà tạo ra một cái con người nào hết. Rồi quan niệm đạo Phật, con người thế gian từ đâu? Cái điều đó chúng ta phải xem lại trong kinh. Và đồng thời theo quan điểm triết học Phật giáo để nói cái sự hình thành phát triển con người như thế nào. Thì chúng ta phải bắt đầu có tư duy rồi. Chúng ta không thể học thuộc lòng. Ở môn triết này đó là chúng ta rất là khỏe, sẽ phải đánh dấu trắc nghiệm. Rất là đơn giản thôi, gạch một bài. Nhưng không phải chỉ về đó, không nào. Chúng ta sẽ phải có tư duy. Phải có tư duy về cái bộ môn này để chứa sự ích lợi thiết thực của cái bộ môn này. Thì như vậy, theo quan điểm triết học phương Tây thì ông Rep, thần Rep là chốn tối tăm, lấy Nix là đêm tối mịt mù làm vợ. Không thấy nói ai nam ai nữ hết, nhưng mà Rep lấy Nix thì sinh ra hai người con, đó là Ether, đó là khí, không khí. Em là ánh sáng trong trẻo. Đúng không? Ngày và đêm cũng bắt đầu từ đó, thế gian tràn ngập ánh sáng, ngày đêm thay nhau ngự trị. Nữ thần Gaia thì tràn đầy sức sống, đứa con đầu lòng của nàng đó là bầu trời sao lấp lánh. Nhà thơ Hy Lạp Hesiod sống vào khoảng thế kỷ thứ 8 hoặc thứ 7 trước công nguyên kể lại rằng nữ thần Gaia, nàng là một nền móng vững chắc, đã sinh ra nàng, nàng đất tóc vàng cho thế gian, sinh ra bầu trời sao nhấp nhánh bạn thân thiết, để bầu trời che phủ khắp thế gian, làm nơi cư ngụ cho các vị thần. Nàng lại còn đẻ ra núi cao vút sừng sững nghiêng ngang, đẻ ra biển mênh mông hung dữ gầm thét, lúc hiền dịu rì rào trời núi biển như vậy, cho đến khi nữ thần đất mẹ Gaia, chúng là những đứa con không có cha, tức là đứa mẹ cứ sinh ra hết thần này đến thần kia, nhưng mà đó là những đứa con không có cha, bởi vì khi ấy mẹ chúng chưa cùng ai kết bạn. Đối với thần thì điều đó không có gì lạ, cho nên tức là ý nói là thần có quyền kết hôn, quyền sinh con đẻ cái. Và trong cái khi chúng ta học vào các cái thần thoại Hy Lạp sẽ thấy các thần ghen tuông đánh nhau và những cuộc chiến tranh xảy ra. Thì chúng ta nói về cái chế độ đa thần giáo của Ấn Độ thì các vị thần cũng có thần chiến tranh, thần hủy diệt, thần sáng tạo, thần bảo vệ. Thì các vị thần đó đánh nhau chiến tranh vì ghen tuông, vì yêu đương, đầy đủ các gì, các cái tham sân si, không thua gì con người, nhưng mà mạnh hơn, quyền lực hơn, là thần thông biến hóa hơn. Đó. Chúng ta sẽ thấy là những cái vị thần này nó sẽ khác hẳn với những hình ảnh giác ngộ giải thoát của bậc trí tuệ. Trên trời dưới đất không ai bằng Phật, mười phương thế giới không ai đẹp như Phật. Nó sẽ càng nghiên cứu để rồi càng thấy rằng thật là may mắn thay, chúng ta được biết đến Đức Phật và những lời dạy vô cùng là quý giá của Ngài. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái thần thoại của Hy Lạp. Người ta nói rằng những vị thần đó sanh ra rất nhiều người con, những người con khổng lồ có sức mạnh và tài năng thuở ấy, chưa có vị thần nào có thể ra đời để sánh bằng. Sau này chúng lại phải quá phục trước các vị thần mới, tức là tiếp tục sanh ra những vị thần mới nữa, như là Titan, 6 nam thần khổng lồ, 6 nữ thần khổng lồ là Titanid, thần đại dương, rồi là những cái vị thần mang lại sức mạnh lớn cho cuộc đời, có con mắt giữa trán, hung bạo, khỏe mạnh, khéo léo tay chân, vân vân. Những vị khổng lồ như thế có thể chinh phục cả thế gian này. Như đã nói, Uraos lấy Gaia làm vợ, tức là sau đó Gaia mới lấy cái thần bầu trời, ông bà tạo ra cái bầu trời rồi bà kết bạn với bầu trời, sanh ra con. Chứ nào, người ta không thể nào giải thích được vì sao có con người, cho nên cứ lẩm cẩm như thế. Bắt đầu là đất mẹ, mẹ buồn quá rồi mẹ phải sanh ra các con, mà đủ thứ thần khổng lồ, thần tài năng, nhưng mà mẹ không có bạn.
Cho nên mẹ tạo ra bầu trời, vì sao lấp lánh rồi kết bạn với bầu trời, lấy bầu trời đẻ ra các con, tiếp tục sanh con tiếp. Đó. Nhưng mà không phải nói như mình đâu, họ nói bằng những án thơ rất hay. Cho nên thơ ca thần thoại Hy Lạp nó trở thành là gì? Một nền văn minh của lịch sử phương Tây, gọi là nền thi ca kịch nghệ của Hy Lạp cổ đại. Không phải nói như con nói đâu nghe quý thầy, hay lắm. Họ diễn tả những cái mối tình của các vị thần bằng những dòng thơ lãng mạn nhất trên thế gian. Cho nên khi mà Uranus là bầu trời lấp lánh lấy Gaia làm vợ thì sinh ra tiếp 6 trai đó. Rồi các con trai lại kết hôn với các con gái, sinh con đẻ cái cai quản thế gian. Đó. Thân sinh ra thần biển khơi suối nguồn sông nước, thần điều hòa sắp xếp biển sông, rồi là thần Tethys đẻ ra 3.000 trai 3.000 gái có tên chung là Cronos, vân vân. Nói chung cái sự sinh con đẻ cái đó nó phát triển như thế, thì chúng ta sẽ thấy là giải thích cái nguồn gốc Việt Nam của mình thì con rồng cháu tiên, phải không nào? Sanh ra 100 trứng, nở ra 100 con, 50 lên núi, 50 xuống biển, rồi lại sanh con đẻ cái, nối dòng Nam Bang cho đến bây giờ. Tức là mỗi một dân tộc, mỗi một cái truyền thống, một vùng miền, một lãnh thổ, Tây, Đông có những quan niệm khác nhau về sự hình thành, phát triển con người, thế giới và xã hội. Thần thánh khi xưa không để cho ai ăn không ngồi rồi, ai cũng phải có công việc phải làm. Themis là vị nữ thần pháp luật, công lý, ổn định tối cao. Thấy chưa? Nhờ có Themis mà thế gian ổn định, phát triển hài hòa. Nàng là người có tài, nhìn xa, trông rộng, hiểu biết, khôn ngoan. Còn Nemodin là nữ thần của trí nhớ. Ai có thần Nemodin mà gia hộ đó thì người đó rất thông minh, sáng suốt. Người nào giỏi là nó có thần Menodin hộ trì, không nào? Đó, rồi những vị thần thoại La Mã là những cái dòng thi ca lãng mạn. Nếu theo từng tộc phả, từng ngành còn biết bao nhiêu câu chuyện mà con chỉ rút ra một vài đoạn để cho toàn lớp biết rằng triết học phải ra đời để chấm dứt giải thích nguồn gốc của thế gian bằng thi ca và thần thoại. Đó là cái nguyên nhân đầu tiên để triết học ra đời. Vì triết học là gì? Tình yêu trí tuệ. Mà triết học philosophy lại ra đời ở Hy Lạp cổ đại. Như vậy, trong cái phần đầu tiên về khái luận triết học, chúng ta sẽ tìm hiểu triết học Hy Lạp La Mã thời cổ đại. Rồi con sẽ đưa quý thầy đi đến triết học Hy Lạp thời Thiên Chúa Giáo, tức là 1.000 năm Trung Cổ. Rồi quý thầy và các em sẽ đi đến giai đoạn triết học thời Phục Hưng, triết học Ánh Sáng và triết học Đương Đại. Toàn chương trình triết học phương Tây của chúng ta chỉ có bấy nhiêu thôi, và chúng ta sẽ dành một tín chỉ để nghiên cứu. Cho nên sau khi kết thúc thời gian cùng làm việc, hy vọng rằng quý thầy và các em sẽ có một khái niệm nhất định về triết học phương Tây. Chúng ta có đồng ý không ạ? Xin cảm ơn. Vậy chúng ta nhìn lên trên màn hình để thấy trong phần A, khái luận về triết học, thì chương 1 là triết học Hy Lạp La Mã cổ đại. Nếu nói đến triết học Phật giáo, triết học phương Đông, lập tức chúng ta nhớ đến đất nước nào? Ấn Độ, Trung Quốc, những nền triết học lớn của phương Đông. Thì nói đến phương Tây, xin quý thầy và các em nhớ cho Hy Lạp La Mã cổ đại. Chúng ta sẽ tìm hiểu mầm mống tư duy triết học xuất hiện từ đâu là con vừa mới giải thích xong. Phần 2, ngữ nguyên của từ triết học là gì? Cái philosophy đó là gì? Đó. Phần 3, yếu tố cấu thành triết học. Thứ 4, tính thời đại tri thức của triết học, tính quy luật và tính tất yếu của nó. Thì chúng ta, thứ nhất, những mầm mống
tư duy triết học xuất hiện trong xã hội loài người. Ở dưới chúng ta nhìn lên có thấy không ạ? À có, vậy xin mời một thầy đọc cho con tư duy triết học xuất hiện vào giai đoạn nào, đọc lớn rõ ràng. Thưa cô em đọc, tư duy triết học xuất hiện vào khoảng thế kỷ thứ 6 trước công nguyên ở cả phương Đông lẫn phương Tây. Giải thích thế giới qua các câu chuyện hay những trường ca thần thoại chưa được tư duy triết học mang tính trừu tượng. Những thắc mắc về vũ trụ, bản nguyên thế giới, sự vận động, biến đổi của vạn vật rất sơ khai, mộc mạc đơn giản. Nhìn chung những tư duy triết học đầu tiên này mang tính trực quan, rời rạc, chưa có hệ thống và là sản phẩm thuần túy của tư duy, tưởng tượng của con người. Dạ, xin cảm ơn thầy. Như vậy, tư duy triết học xuất hiện vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, mà ở đây còn nói cả phương Đông, là chúng ta biết ở phương Đông lúc đó là tại Ấn Độ Đức Phật ra đời. Mà Ngài ra đời là mang một cái nền triết học thâm áo của Phật giáo. Cho nên nói về trí tuệ của nhân loại là sẽ xuất hiện vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Đông Tây gì cũng vậy hết. Nhưng mà chúng ta đang tìm hiểu về triết Tây thì thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Đó, nền tư duy triết học đã xuất hiện ở Hy Lạp cổ đại. Mục đích là gì? Nó sẽ giải thích thế giới. Nếu trước đây là qua các câu chuyện hay những trường ca thần thoại, thì bây giờ bắt đầu giải thích mang tính chất tư duy triết học, giải thích những thắc mắc về vũ trụ, về bản nguyên thế giới, về sự vận động biến đổi của vạn vật. Và sự giải thích lúc đó rất sơ khai và rất mộc mạc. Nhưng mà quý thầy và các em cứ tưởng tượng, mới nói cái thế giới này thần tiên như vậy, bỗng nhiên bây giờ bằng các tư duy triết học người ta không công nhận là thần Gaia đẻ ra thần này, thần kia lấy thần nọ, đẻ ra hàng ngàn đứa con, người ta không chấp nhận như vậy. Và người ta bắt đầu tìm hiểu bản nguyên, cái nguyên tố đầu tiên của vũ trụ là gì. Cái suy nghĩ đó nếu mà mình nghĩ tới là phải thông thái. Và bắt đầu cái suy nghĩ đó là những con người thông minh trên đất nước Hy Lạp cổ đại. Ở phương Tây chiếm là bao nhiêu nào? Một cái diện tích không phải nhỏ trên vũ trụ, trên quả địa cầu này, phải chưa nào? Rồi châu Á, châu Phi, nói chung các châu. Nhưng mà lúc đó ở cái xứ Hy Lạp cổ đại là một cái phát nguồn lên một cái tư duy thông minh, mà không phải chỉ một người, rất nhiều nhà triết gia lúc đó gọi là minh triết. Ở phương Đông gọi là minh triết thôi, còn ở phương Tây mới có cái từ triết gia, triết học. Họ bắt đầu suy nghĩ rằng họ không chấp nhận những vị thần tiên, những cách giải thích ấu trĩ và thơ ngây, cho nên bắt đầu tìm cách giải thích thế giới bằng những tư duy triết học. Nhưng cái gì ban đầu thì đều rất là trừu tượng và rất là sơ khai, mộc mạc và đơn giản, nhưng mà bắt đầu có tính chất trí tuệ. Cho nên những tư duy triết học đầu tiên này nó trực quan. Chẳng hạn như người ta giải thích các nguyên tố đầu tiên là nước, hay là người ta nói cái đầu tiên hình thành vũ trụ là lửa, đầu tiên là không khí. Bắt đầu người ta dùng cái vật chất, chủ nghĩa duy vật cổ đại là đây nè, dùng vật chất để giải thích. Chứ người ta không chấp nhận sự giải thích bởi thần tiên. Cho nên triết học phương Tây đã ra đời. Đó, tất nhiên là con giải thích cái bộ môn triết Tây này sẽ bằng một cái gì đó rất là đơn giản nhất mà chúng ta nghe rồi sẽ nhớ thôi. Nghe triết Tây nó cha như cái rừng, triết Đông Tây kim cổ đau đầu quá, nhưng mà học triết Tây không có thấy gì đau đầu hết, phải không chưa nào? Rất là vui thôi. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng con người ta muốn thoát thai ra khỏi những cái tư duy sơ khai, cổ điển, lạc hậu qua thi ca thần thoại bằng triết học. Thì bây giờ chúng ta sang phần số 2, ngữ nguyên của thuật ngữ triết học, tức là cái phát xuất, cái bắt nguồn của cái từ triết học. Nó từ đâu? Giải thích cái từ philosophy đó. Dạ con mượn thưa thầy. Chúng ta sẽ phải viết cái từ này, và mai mốt là dù là thi trắc nghiệm đi chăng nữa cũng phải biết cái từ này bắt nguồn từ đâu. Bạn nào đọc tiếp được? Đọc cho rõ ràng. Rồi,
ở phương Đông, ở phương Tây, đọc như vậy đó. Dạ mô Phật. Ngữ nguyên của thuật ngữ triết học ở phương Đông, minh triết tri hành là... hợp nhất, đó là quá trình từ chứng, tu chứng, tu chứng trải nghiệm tự thân và đạt đến sự thông thái về tri thức cũng như hành động. Ở phương Tây, triết học tiếng Hy Lạp Philosophia, Philosophia đó là sự hợp nhất của yêu mến, yêu thích, khát vọng và sự thông thái, tiếng Anh philosophy. Rồi. Như vậy, phương Đông là minh triết. Minh triết phương Đông là tri hành hợp nhất. Nói tới phương Đông, nói tới minh triết là phải có làm, có thực hành, có suy tư, có thực hành. Giống như lời dạy của Đức Phật đều trải qua trải nghiệm cuộc đời và trí tuệ thiền định của chính Ngài. Còn triết học của phương Tây đó là nó kết hợp bởi hai sự hợp nhất của Philo và Sophia là sự thông thái, là trí tuệ. Philosophy, tình yêu, trí tuệ. Và chúng ta thấy mở ngoặc đơn đó là cái gốc Slav, gốc cổ của cái từ philosophy, tức là nó không phải bắt đầu là viết theo cái tiếng Anh tiếng Pháp như thế này, bắt đầu là viết theo cái từ cổ gốc Slav đó, chúng ta phải viết lại đúng như vậy. Như bắt đầu mình tìm hiểu mà có thấy không ạ? Sorry. Đó. Lên lại cho ha. Philosophy, philosophia là tình yêu, trí tuệ. Thì chúng ta sẽ mở ngoặc đơn, chúng ta viết cái gốc Slav là gốc từ cổ tiếng Hy Lạp, gốc Hy Lạp cổ. Để biết là hồi xưa người ta viết cái chữ triết học như vậy đó. Thấy chưa nào? À, chữ B nè, rồi Y nè, đó, những cái ký hiệu đó để nói lên tiếng Hy Lạp cổ là như thế. Đó là sự hợp nhất của tình yêu cộng với trí tuệ. Tiếng Anh philosophy, tiếng Pháp là philosophia. Cho nên nói tới triết học, lập tức theo thuật ngữ phương Tây, người ta giải thích đó là tình yêu trí tuệ. Cho nên nghe triết học là tình yêu trí tuệ, ai mà không thích, đúng không nào? Tình yêu thôi mà. Đó. Như vậy là chúng ta đã biết được ngữ nguyên của thuật ngữ triết học rồi. Phải chưa nào? Biết vì sao mà triết học ra đời rồi. Rồi. Thầy hãy đọc vô. Ngữ nguyên của thuật ngữ triết học, nghĩa hẹp, yêu mến sự thông thái, khát khao vươn đến tri thức, nghĩa rộng, tri thức phổ quát, tri thức chung nhất về vấn đề tồn tại và tư duy thời cổ đại. Tri thức triết học là tri thức bao trùm, cho nên nó được xem là khoa học của các khoa học. Nghĩa chung nhất, triết học là khoa học nghiên cứu về thế giới và con người trên cơ sở thực tại để hướng đến chân lý, giải thích khởi nguyên cũng như các mối liên hệ giữa các sự vật, hiện tượng và con người trong vũ trụ. Xin cảm ơn thầy. Vậy là chúng ta hiểu được rồi chưa? Hiểu hết rồi đó ha. Đó, nghĩa hẹp, nghĩa rộng và nghĩa chung. Và như vậy, lúc đó triết học, người ta xem triết học như là một vị vua của khoa học vậy, sẽ giải thích tất cả mọi vấn đề về thế giới và con người, nhưng mà trên cơ sở thực tại, chứ còn không còn là thi ca thần thoại hay những sự tưởng tượng một cách trừu tượng nữa. Lúc đó người ta xem triết học là một vị thần của tri thức để giải thích các vấn đề căn bản nhất của đời sống con người. Mà vị thần này là một vị thần khoa học, chứ không phải là thần tiên giống như chúng ta vừa được giới thiệu trong những cái mảng thi ca thần thoại của Hy Lạp. Chúng ta viết một vài nét của cái chúng ta viết vài nét về ngữ nguyên thuật ngữ triết học. Chúng ta cũng sẽ có giáo trình, nhưng mà nó rất là nhiều. Giáo trình thì nó mệt, nó dày đó, cho nên ai thích giáo trình thì cũng có, mà mình ghi chép tại lớp, đó là một cách học tốt nhất. Và chúng ta chỉ thi, chúng ta sẽ nắm các kiến thức căn bản từ những cái kiến thức khái quát này. Còn về sách triết học phương Tây, quý thầy với các em có thể tìm thấy cả một rừng sách về triết học phương Tây.
Trong khi sách xã hội học Phật giáo đó thì rất là hiếm. Chẳng là xã hội học thì có, mà xã hội học thì rất là Phật giáo rất hiếm. Nhưng mà triết học và triết học phương Tây thì là cả một cái rừng sách thư viện về triết học phương Tây. Ở đây con chỉ rút ra những cái tinh túy đơn giản và quan trọng nhất để cho lớp chúng ta nắm cái bộ môn này dễ dàng. Tôi tập viết tắt rất là ngắn gọn. Và như vậy, sau khi chúng ta tìm hiểu về ngữ nguyên của thuật ngữ triết học thì chúng ta sẽ sang cái phần kế tiếp, những mầm mống của tư duy triết học xuất hiện trong xã hội loài người. Thì đây con vừa mới giải thích cho lớp chúng ta trình bày lại để khái quát. Xin mời thầy đọc tiếp. Vâng, thưa cô đọc. Những mầm mống của tư duy triết học xuất hiện trong xã hội loài người. Tư duy triết học xuất hiện vào khoảng thế kỷ thứ 6 trước công nguyên ở cả phương Đông lẫn phương Tây. Giải thích thế giới của các câu chuyện hay những trường ca thần thoại chứa đựng tư duy triết học mang tính trừu tượng. Những thắc mắc về vũ trụ, bản nguyên thế giới, sự vận động, biến đổi của vạn vật, các sơ khai mộc mạc đơn giản. Nhìn chung, những tư duy triết học đầu tiên này mang tính trực quan, rời rạc, chưa có hệ thống và là sản phẩm thuần túy của tư duy tưởng tượng của loài người. Dạ, xin cảm ơn thầy. Và như vậy là chúng ta hiểu là vì sao triết học ra đời rồi ha. Giải thích những cái tư duy triết học trừu tượng về vũ trụ, bản nguyên thế giới, vận động, biến đổi của vạn vật. Như vậy, trong cái khi hình thành triết học thì triết học phương Tây coi nó rất là đơn sơ và mộc mạc như vậy, nhưng nó vẫn gồm 5 yếu tố rất là căn bản. Đó là siêu hình học, đạo đức học, logic học, thiên văn học, thẩm mỹ học. Tức là lúc đó những cái gì liên quan đến yếu tố siêu hình, đến đạo đức, đến luận lý, logic, đến thiên văn vật lý đó, rồi mỹ học, cái đẹp, nó đều nằm trong là philosophy, liên quan tới vũ trụ, tới đạo đức, tới lý luận, yếu tố vật lý căn bản, vân vân, đều nằm trong cái yếu tố hình thành triết học lúc bấy giờ. Chứ không phải triết học chỉ là tư tưởng đâu, không, mà lý luận cũng nằm trong, logic học cũng nằm trong triết học, đạo đức học. Đó. Cho nên bây giờ những ai học ngành triết là phải học đạo đức học, học ngành triết học philosophy, ngành triết phải học logic học, rồi ngành triết phải học xã hội học, những cái gì mà liên quan tới sự lý luận thực tế. Cho nên triết học không đơn thuần chỉ là tư tưởng, mà nó có những cái thành tố để cấu thành triết học. Như vậy, tri thức qua các giai đoạn lịch sử nó đều thể hiện cái tính thời đại. Nghĩa là triết học xuất hiện giai đoạn nào là nó mang yếu tố lịch sử giai đoạn đó. Chẳng hạn bây giờ chúng ta nè, đang ở giai đoạn gì? Gọi là Việt Nam chúng ta là chủ nghĩa xã hội. Thấy chưa nào? Thì những cái vấn đề bất cứ cái trường học nào cũng phải học triết Mác Lê hết trơn đó. Tại vì cái ngành triết học đó nó đang tồn tại, đang vận hành trong cái xã hội này. Đó, các nước phương Tây họ học triết về chủ nghĩa tư bản. Tất cả những ngành triết để phục vụ cho một giai đoạn lịch sử xã hội, nó đi với lịch sử, nó gắn bó với xã hội, các cuộc đấu tranh xã hội. Cho nên triết học luôn luôn mang cái tinh thần tư tưởng của thời đại. Đó. Cho nên tùy theo từng thời đại, giai đoạn lịch sử mà lúc đó các cái tư duy triết học nó phát triển. Chứ không phải là lúc nào cũng chỉ có một cái yêu cầu lịch sử rồi một dòng triết học, mà nó vận hành, nó thay đổi khác nhau. Xin mời thầy đọc tiếp ạ. Mời thầy. Chúng ta vừa nhìn vừa nghe là chúng ta tiếp thu nhớ bài một phần. Tính thời đại của tri thức triết học qua các giai đoạn lịch sử. Tùy theo từng giai đoạn lịch sử mà tri thức triết học thể hiện tính thời đại riêng biệt. Tri thức triết học thần thoại thể hiện tính thời đại nguyên thủy, cổ xưa còn thô sơ, ngây thơ, chất phác,
đó là thế kỷ thứ 6 đến thế kỷ thứ 6 trước công nguyên đến thế kỷ thứ 4 sau công nguyên. Tri thức triết học kinh viện tôn giáo giải thích thế giới và con người do đấng thượng đế tạo ra. Triết học là nô lệ thần học. Thời kỳ Trung Cổ với sự phát triển của Cơ Đốc giáo, sau này Kitô giáo là một nhánh của nó. Thế kỷ thứ 4 đến thế kỷ thứ 14 sau công nguyên. Thầy đọc tiếp thưa thầy. Đó. Như vậy là con vừa nói hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là nha, thế kỷ thứ 6 đến thế kỷ thứ 4 sau công nguyên. 6 trước công nguyên đến thế kỷ thứ 6, thứ 4 sau công nguyên là giai đoạn tri thức triết học thần thoại. Kế đến là triết học kinh viện tôn giáo, từ thế kỷ thứ 4 đến 14 là 1000 năm đêm trường Trung Cổ. Đó, nó có cái giai đoạn lịch sử là chúng ta thấy rồi đó. Bây giờ là mình giới thiệu, sau đây là chúng ta sẽ đi sâu vào từng phần. Nhưng có một cái nhìn toàn cảnh quan. Mình học con buổi học mình thấy hết cái bức tranh của triết học. Đó. Thì con hướng dẫn như vậy là quý thầy các em thấy có rõ không ạ? Rất là rõ đúng không? À, không có gì mập mờ hết trơn á. Lịch sử là phải nắm rõ cái giai đoạn phát triển của nó. Thì cái đầu tiên của nó là thế kỷ thứ 6 trước công nguyên cho đến thế kỷ thứ 4 sau công nguyên. Thì cái giai đoạn đó chúng ta tính xem là bao nhiêu năm. Nó là thời đại nguyên thủy cổ xưa, cho nên triết học vẫn còn mang tính thần thoại mà là triết học rồi. Nó giải thích như thế nào thì lát nữa sang phần 2 chúng ta sẽ học xem lúc đó các triết gia giải thích ra sao. Bắt đầu triết gia giải thích rồi nha. Rồi triết học kinh viện tôn giáo là giai đoạn triết học là nô lệ của thần học. Lúc đó cái gì cũng là do Chúa an bài. Nó diễn ra từ thế kỷ thứ 4 cho đến 14 sau công nguyên. Như vậy là bao nhiêu năm? Các em đi sinh 1000 năm. 4 cho đến 14. Thấy chưa? Là 1000 năm. Triết học kinh viện tôn giáo. Đó, vậy là hai giai đoạn lịch sử rồi nghe. À, nhớ đó. Bây giờ xin thầy đọc tiếp cho con. Tiếp tục ạ. Đó là hai giai đoạn rồi. Giờ giai đoạn 3 xin mời thầy đọc tiếp ạ. Chúng ta ghi chép nha. Một rồi đó nha. Hai giờ đến ba nè. Một Phật thưa cô ông đọc. Tri thức triết học với thông điệp lấy con người làm trung tâm của vũ trụ, khôi phục các giá trị nhân bản nhân văn. Thời đại phục hưng thế kỷ thứ 15 đến thế kỷ thứ 16. Dạ thưa thầy cho con một phút. Đó, như vậy một là thời Hy Lạp cổ đại, hai là triết học kinh viện tôn giáo, ba đó là giai đoạn triết học phục hưng thế kỷ 15, thế kỷ 16. Một, hai, ba. Một là triết học Hy Lạp cổ đại sơ khai, hai triết học kinh viện tôn giáo là giai đoạn đêm trường Trung Cổ của thời Kitô giáo, ba triết học phục hưng thế kỷ 15 đến thế kỷ 16. Và con người vùng lên phản kháng lại Kitô giáo, lấy lại cái tinh thần trí tuệ của cuộc đời, trên gọi là thời đại phục hưng thế kỷ 15, thế kỷ 16. Xin thầy đọc tiếp. 4. Những tri thức triết học chuyên biệt phản ánh rõ ràng sâu sắc quan điểm của từng lĩnh vực khoa học chuyên môn như chính trị, y học, mỹ học, nghệ thuật, đề cao những giá trị khai mở sáng tạo thành quả của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, tri thức chuyên ngành thời đại khai sáng thế kỷ thứ 17 đến thế kỷ thứ 18. Dạ, xin cảm ơn thầy. Như vậy đến giai đoạn thứ 4 đó là tri thức đã bắt đầu phát triển, khoa học đã phát triển, có chính trị, y học, mỹ học, nghệ thuật đề cao các cái vấn đề trí tuệ của con người, cho nên giai đoạn đó nó trở thành là giai đoạn triết học thời đại khai sáng. Chúng ta không cần viết nhiều, viết triết học thời đại khai sáng thế kỷ 17, 18. Chúng ta sẽ nhớ những cái giai đoạn đó xong rồi là gì, rồi trong những cái buổi học chúng ta sẽ triển khai vào những giai đoạn đó. Học tới đâu chúng ta nắm cái sơ đồ đường đi bản đồ của mình, chứ không phải chúng ta đi vô cái rừng mịt mù mà không biết mình đang học cái gì. Đó, ta viết ngắn gọn vậy thôi. Một là Hy Lạp cổ đại, hai đêm trường Trung Cổ 1000 năm, ba thời đại phục hưng thế kỷ 15, 16, bốn thời đại khai sáng thế kỷ 17, 18. Mà nghe khai sáng lúc đó là tri thức con người đã là gì, đã xuất hiện.
có khoa học, có kỹ thuật, có vấn đề khoa học đã bước chân vào trong cái đời sống của nhân loại. Năm, dạ xin thầy đọc tiếp. Giai đoạn thứ năm, triết học với những tri thức nghiên cứu thế giới và con người trên quan điểm muốn phục hưng lại giá trị chuẩn mực làm mô thức cho sự đánh giá sáng tạo. Các nhà nhân văn phục hưng khi hướng về thế giới Hy Lạp cổ xưa với tung mới những giá trị chuẩn mực, họ lấy Hy Lạp La Mã làm hệ quy chuẩn chiếu của mình và đã lấy triết học phương Tây lên đến đỉnh cao, khép lại một chặng đường dài suốt mấy ngàn năm thời đại triết học cổ điển thế kỷ thứ 19. Dạ, xin cảm ơn thầy. Bắt đầu qua hết bao nhiêu năm trường đến thế kỷ thứ 19, bắt đầu người ta nhìn nhận lại hết, người ta đánh giá tri thức nghiên cứu thế giới và con người, người ta quay lại cái trí tuệ của Hy Lạp cổ xưa. Đấy, thế kỷ thứ 6 trước công nguyên là rất là sơ khai, rất mộc mạc, nhưng mà bắt đầu người ta quay lại đánh giá cao những cái phát triển của trí tuệ con người. Người ta phủ nhận những gì liên quan tới Thượng Đế, tới Thiên Chúa, tới sự an bài của một đấng tạo hóa. Người ta phủ nhận để khẳng định cái giá trị trí tuệ, tiềm năng của con người, mà lại kết hợp với khoa học, kỹ thuật đã phát triển lên đến đỉnh cao. Cho nên thế kỷ 19, người ta xem đó là giai đoạn triết học phương Tây lên đến đỉnh cao, khép lại một chặng đường dài suốt mấy ngàn năm. Đó là giai đoạn thời đại triết học cổ điển thế kỷ 19. Mình nghe cổ điển mình tưởng ở đâu xa xưa, ngay thế kỷ 19 thôi. Nhưng mà sao lại là cổ điển? Là vì nó trở lại những cái tư tưởng văn minh, trí tuệ của nhân loại giai đoạn Hy Lạp thời cổ đại, cho nên gọi là triết học cổ điển thế kỷ 19. Đã. Con giải thích như vậy quý thầy nghe rõ ha. Nghe chữ cổ điển đừng nghĩ là mình đi về cái thời hồng hoang nào đó. Ngay thế kỷ 19, triết phương Tây gọi là triết học cổ điển là bởi vì nó nghiên cứu những giá trị lâu đời của Hy Lạp cổ đại, rồi kết hợp với khoa học hiện đại tạo thành một nền triết học hoàn mỹ của triết học phương Tây, đưa triết phương Tây lên đến đỉnh cao của lịch sử xã hội nói loài người. Như vậy là chúng ta đi qua hết mấy giai đoạn rồi? 5 giai đoạn rồi, thấy chưa? Thì chưa học mà nắm hết triết phương Tây rồi, chưa học gì hết nắm hết rồi. Người ta có khi học hết mấy năm không biết mình đang học cái gì. Mới vô giờ đầu tiên chúng ta đã biết triết phương Tây đi qua từng đó giai đoạn. Mà nhiều khi đó nghe, mấy mốt mình ra trường quên hết sạch, mình nhớ chừng này cũng được nữa. Chỉ sợ lúc đó không nhớ một cái gì, không nào. Chỉ yêu cầu nhớ chút xíu đó thôi cũng là khẳng định cái sự hiểu biết tối thiểu của chúng ta về triết học phương Tây đi qua những giai đoạn đó, rồi gắn liền với con người, với tôn giáo, với khoa học kỹ thuật của phương Tây. Cho nên quên cái gì thì quên, mà các giai đoạn phát triển của triết phương Tây chúng ta đừng quên, vì cái bộ môn chúng ta học lịch sử phát triển triết học phương Tây. Thế kỷ 19 là giai đoạn thứ 5. Giờ xin mời thầy đọc cái giai đoạn ngay hiện đại. Triết học với sự phát triển của các trào lưu tư tưởng hiện đại, giải thích một cách khách quan, khoa học nội dung và thực chất của chúng, góp phần làm sáng tỏ những đặc điểm của thời đại, dự báo xu hướng vận động của lịch sử. Sự chuyển mình của triết học đảm bảo phù hợp với một thời kỳ phát triển mới của lịch sử, triết học phi cổ điển và triết học hiện đại thế kỷ 20. Dạ, xin cảm ơn thầy. Như vậy cái giai đoạn cuối cùng của triết học phương Tây hiện nay đang phát triển, đó là triết học nó kết hợp sự phát triển các trào lưu tư tưởng hiện đại. Nó giải thích các cái trào lưu tư tưởng một cách khách quan, một cách khoa học, thấy chưa nào, để làm sáng tỏ lên các cái vấn đề của thời đại. Rồi nó dự báo là cái tình trạng này thế giới sẽ đi về đâu, theo xu hướng lịch sử nào. Đó, triết học đó là trí tuệ mà, cho nên gọi là triết học phi cổ điển, tức là không còn bám chặt với những cái giá trị lâu đời xa xưa, mà nó khẳng định đây là một nền triết học của thế kỷ 20. Đó, cho nên là chúng ta sẽ nghiên cứu triết phương Tây, nó đi qua những giai đoạn
như thế. Nhưng trong những giai đoạn mà chúng ta nghiên cứu, nó sẽ có nhiều vấn đề rất là thú vị cho cái sự hiểu biết, tìm hiểu về triết học phương Tây. Như vậy, cái giai đoạn thứ 6, triết học phi cổ điển và triết học hiện đại thế kỷ 20. Ta viết cái dòng đó là đủ rồi. Bây giờ xin thầy giúp cho lớp đọc cái phần kết luận của các giai đoạn triết học. Tóm lại. Xin mời thầy. Thưa cô đọc. Tóm lại, từ nét đặc thù của tri thức triết học thể hiện qua các giai đoạn lịch sử khác nhau như vậy, chúng ta có thể khẳng định rằng triết học chính là tinh hoa của cuộc sống. Như chủ nghĩa Marx đã phát biểu, mọi triết học chân chính đều là tinh hoa về mặt tinh thần của thời đại mình. Xin cảm ơn thầy. Chúng ta nghe Các Mác có nhiều người không thích. Thế ôi ông Các Mác, ông nói tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng, cho nên ông nó không biết cái gì về thiệt, ông không biết về đạo Phật thiệt. Ông Các Mác ông tuyên bố tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng khi ông nói về đạo những tôn giáo có thượng đế. Tôn giáo ru ngủ con người ta, thôi không có nghĩ gì hết, thượng đế sắp xếp an bài. Kẻ ác thì chờ đến ngày cuối cùng Chúa sẽ phán xét, người hiền lành thì sẽ được lên thiên đàng. Thì cứ như vậy thôi, cứ an bài như thế thôi. Cho nên ông xem rằng ru ngủ cái tinh thần đấu tranh, và ông xem như là thuốc phiện. Chứ nếu Các Mác mà gặp Đức Phật thì ông phải đảnh lễ Đức Phật thôi, vì những quan điểm của Các Mác đưa ra, những cái sự khoa học trong triết học Mác so với cái quan kiến của Phật giáo, thì Các Mác cũng chỉ là một học sinh bậc trung học thôi, chứ chưa thể nào với đến cái gì, cái trí tuệ siêu việt của Đức Phật. Nhưng nói đến thế kỷ 20, triết gia ưu tú nhất của thời đại mà người ta đánh giá đó chính là Các Mác, bởi những tư tưởng vĩ đại của ông ấy. Là chúng ta cũng phải biết điều này, chứ đừng nghĩ mình chủ nghĩa xã hội nên phải học viết Bắc Lê. Chứ thật sự trên phạm vi toàn thế giới, Các Mác vẫn là một triết gia ưu tú của thời đại. Như vậy, cái đoạn này, đoạn cuối cùng này để khẳng định như thế nào? Triết học chân chính đều là tinh hoa, tinh thần của thời đại. Vậy là chúng ta sẽ đi qua 6 giai đoạn triết học mà chỉ là 5 thôi. Nói 6 chúng ta chỉ học 5. 5 giai đoạn triết học mà chúng ta sẽ học, thì cứ mỗi một giai đoạn triết học đó nó phản ánh tất cả tinh hoa, tinh thần của giai đoạn đó. Cho nên mình học triết học là quá hay. Thì mình học lịch sử từng giai đoạn, nó chỉ đi vào lịch sử, nó xảy ra cái gì thôi. Còn nếu học triết thì vừa am tường lịch sử, các vấn đề biến động kinh tế, xã hội và cái tinh thần của thời đại đều phải nắm một cách rất là rõ. Cho nên nghiên cứu triết học là nghiên cứu toàn bộ thế giới con người và tinh hoa, tinh thần của thời đại. Giống như Các Mác đã nhận xét, triết học chính là tinh hoa của cuộc sống. Rồi, chúng ta sẽ giải lao trong chốc lát, chút nữa chúng ta học tiếp. Xin cảm ơn quý thầy, cảm ơn các em.